Chào mừng các bạn trở lại với kênh youtube của tôi. Ngư dân gốc Việt ở Mỹ bỏ nghề trải lưới, từ biển cả đến cuộc đời nơi sóng vỗ và ký ức động. Trải dọc bờ biển phía nam của Hoa Kỳ, vịnh Mexico nở rộ với những cảnh sắc hùng vĩ. Đây là nơi hàng trăm ngư dân gốc Việt từng gắn bó với nghề trải lưới, nơi mà sóng biển từng là người bạn thân thiết của họ. Ông Hùng, một trong những ngư dân này, nhớ mãi những ngày đầu tiên ra khơi. Ánh mặt trời dạng ngời sóng biển đánh vào thuyền và hơi mặn của biển khơi ông hùng và những người bạn cùng tay cầm lưới đánh bắt tôm cá và hy vọng có một ngày bội thu nhưng thời gian trôi qua tình hình biển đổi khác tôm cá cạn kiệt ngư dân phải đi xa hơn đánh bắt sâu hơn để kiếm sống những con cháu của họ không muốn nối nghiệp họ muốn học hành tìm kiếm cơ hội mới công việc mệt mỏi và không đủ thu nhập khiến họ từ bỏ nghề trải lưới nhưng biển vẫn luôn ở trong họ Ký ức động mãi. Vịnh Mexico không chỉ là một bãi biển, mà còn là một phần của cuộc đời của họ. Những ngày đầu tiên trên biển, những ngày đầu tiên trên biển, ông Hùng và những ngư dân gốc Việt cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức mạnh của sóng vỗ và sự động lại của ký ức. Ánh mặt trời dạng ngời, biển khơi mênh mông trải dài đến tận chân trời. Thuyền cắt qua sóng, lưới được thả xuống, và hy vọng đầy dẫy trong lòng. Cảm giác mặn mà của biển hơi gió mặn mà thổi qua làm ông hùng nhớ mãi những đêm trên biển dưới ánh trăng vàng ngư dân ngồi bên nhau chia sẻ những câu chuyện về quê hương về cuộc sống và về tương lai họ là những người đồng hành trên con đường biển chia sẻ niềm vui và khó khăn nhưng thời gian trôi qua tình hình biển đổi khác tôm cá cạn kiệt ngư dân phải đi xa hơn đánh bắt sâu hơn để kiếm sống những con cháu của họ không muốn nối nghiệp họ muốn học hành tìm kiếm cơ hội mới Công việc mệt mỏi và không đủ thu nhập khiến họ từ bỏ nghề trải lưới. Nhưng biển vẫn luôn ở trong họ, ký ức đọng mãi. Vịnh Mexico không chỉ là một bãi biển, mà còn là một phần của cuộc đời của họ. Từ biển cả đến cuộc đời, những ngày đầu tiên trên biển, ông Hùng và những ngư dân gốc Việt cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức mạnh của sóng vỗ và sự động lại của ký ức. Ánh mặt trời rạng ngời, biển khơi mênh mông trải dài đến tận chân trời thuyền cắt qua sóng, lưới được thả xuống, và hy vọng đầy dẫy trong lòng. Cảm giác mặn mà của biển, hơi gió mặn mà thổi qua làm ông Hùng nhớ mãi. Những đêm trên biển, dưới ánh trăng vàng, ngư dân ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện về quê hương, về cuộc sống, và về tương lai. Họ là những người đồng hành trên con đường biển, chia sẻ niềm vui và khó khăn. Nhưng thời gian trôi qua, tình hình biển đổi khác, tôm cá cạn kiệt, ngư dân phải đi xa hơn, đánh bắt sâu hơn để kiếm sống những con cháu của họ không muốn nối nghiệp, họ muốn học hành, tìm kiếm cơ hội mới. công việc mệt mỏi và không đủ thu nhập khiến họ từ bỏ nghề trải lưới. cuộc đời ngoài biển, những ngư dân gốc Việt ở Mỹ không chỉ là những người đánh bắt tôm cá, họ còn là những người mang trong mình một ký ức biển cả. cuộc sống đã đưa họ ra khỏi sóng biển, nhưng biển vẫn luôn ở trong họ. ông Hùng quyết định mở một cửa hàng thực phẩm Việt Nam, giữ lại một phần của quê hương trong lòng Mỹ. những hương vị quen thuộc, những món ăn từ xa xưa. Điều được ông Hùng mang đến cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cửa hàng của ông trở thành nơi gặp gỡ, trò chuyện và gắn kết những người xa xứ với nhau. Bà Mai, ngư dân từng gắn bó với biển cả, giờ đây là một nghệ sĩ vẽ tranh biển. Bức tranh của bà Mai tái hiện lại những cảnh biển đẹp mắt, những con sóng vỗ và những chiều hoàng hôn trên biển. Bà Mai muốn giữ lại vẻ đẹp của biển trong từng nét vẽ để nhớ mãi những ngày trên sóng biển. Những ngư dân gốc Việt ở Mỹ không chỉ là những người đánh bắt tôm cá Họ còn là những người mang trong mình một ký ức biển cả. Cuộc sống đã đưa họ ra khỏi sóng biển, nhưng biển vẫn luôn ở trong họ. Từ biển cả đến cuộc đời, ngư dân gốc Việt ở Mỹ không chỉ là những người đánh bắt tôm cá, họ còn là những người mang trong mình một ký ức biển cả. Cuộc sống đã đưa họ ra khỏi sóng biển, nhưng biển vẫn luôn ở trong họ. Hãy cùng theo dõi cuộc hành trình từ biển cả đến cuộc đời của họ, một Ông Hùng và cửa hàng thực phẩm Việt Nam, ông Hùng quyết định mở một cửa hàng thực phẩm Việt Nam, giữ lại một phần của quê hương trong lòng Mỹ. Những hương vị quen thuộc, những món ăn từ xa xưa đều được ông Hùng mang đến cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cửa hàng của ông trở thành nơi gặp gỡ, trò chuyện và gắn kết những người xa xứ với nhau. 2. Bà Mai và nghệ thuật vẽ biển, bà Mai, ngư dân từng gắn bó với biển cả, giờ đây là một nghệ sĩ vẽ tranh biển bức tranh của bà mai tái hiện lại những cảnh biển đẹp mắt những con sóng vỗ và những chiều hoàng hôn trên biển bà mai muốn giữ lại vẻ đẹp của biển trong từng nét vẽ để nhớ mãi những ngày trên sóng biển ba biển vẫn ở trong họ những ngư dân gốc việt ở mỹ không chỉ là những người đánh bắt tôm cá họ còn là những người mang trong mình một ký ức biển cả cuộc sống đã đưa họ ra khỏi sóng biển nhưng biển vẫn luôn ở trong họ hành trình tìm kiếm những ngư dân gốc việt ở mỹ không chỉ là những người đánh bắt tôm cá họ còn là những người mang trong mình một ký ức biển cả cuộc sống đã đưa họ ra khỏi sóng biển nhưng biển vẫn luôn ở trong họ hãy cùng theo dõi cuộc hành trình tìm kiếm của họ một tìm kiếm bản đồ mới ngư dân gốc việt ở mỹ không ngừng tìm kiếm bản đồ mới họ muốn khám phá thêm tìm hiểu về đất nước mới và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản đồ không chỉ là những đường kẻ trên giấy mà còn là hướng dẫn cho cuộc sống của họ. 2. Tìm kiếm cộng đồng, cuộc sống ngoài biển không dễ dàng. Ngư dân gốc Việt tìm kiếm cộng đồng, nơi họ có thể chia sẻ niềm vui, khó khăn, và tìm kiếm sự đồng cảm. Cộng đồng là nơi họ gắn kết, tìm thấy sự ủng hộ và chia sẻ những ký ức biển cả. 3. Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, biển vẫn luôn ở trong họ, ký ức đòn. Biển vẫn ở trong ta cuộc hành trình của ngư dân gốc việt ở mỹ không chỉ dừng lại ở việc đánh bắt tôm cá hay tìm kiếm cơ hội mới biển vẫn luôn ở trong họ và những ký ức động mãi ông hùng đứng trước cửa hàng thực phẩm việt nam của mình nhìn qua cửa sổ ra phố những người qua đường những hương vị quen thuộc và những câu chuyện về biển cả đều động lại trong tâm hồn ông ông hùng không chỉ là ngư dân mà còn là người mang trong mình một phần của biển bà mai vẫn ngồi trước bức tranh biển của mình những con sóng vỗ những chiều hoàng hôn và những ngày trên sóng biển được tái hiện trong từng nét vẽ bà mai muốn giữ lại vẻ đẹp của biển để nhớ mãi những ngày trên sóng biển biển vẫn ở trong họ và hành trình tìm kiếm không bao giờ dừng lại cuộc sống không chỉ là việc đánh bắt tôm cá mà còn là việc tìm thấy ý nghĩa đóng góp cho xã hội và tạo dấu ấn trong cuộc sống của người khác biển vẫn ở trong ta và những ký ức biển cả sẽ luôn động mãi trong tâm hồn của chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục khám phá thêm về cuộc sống của ngư dân gốc việt ở mỹ và những câu chuyện đằng sau song biển biển vẫn ở trong ta biển vẫn ở trong ta sóng vỗ mãi không ngôi ngư dân gốc việt từ biển cả đến cuộc đời những ngày đầu trên sóng ánh mặt trời dạng người hương mặn của biển ký ức đọng mãi trong tâm hồn vịnh mexico dài trải bãi biển nắng vàng hàng trăm thuyền cùng ra khơi tìm kiếm bao đêm lưới thả xuống hy vọng đầy rẫy những đêm trên sóng chia sẻ niềm vui và khó khăn. Biển vẫn ở trong ta, ký ức đọng mãi từ biển cả đến cuộc đời. Ngư dân gốc Việt cửa hàng thực phẩm Việt Nam, hương vị quê hương bức tranh biển của bà Mai tái hiện những ngày trên sóng. Tôm cá cạn kiệt, ngư dân phải đi xa hơn con cháu không muốn nối nghiệp, họ tìm kiếm cơ hội mới nhưng biển vẫn ở trong họ. Ký ức đọng mãi cuộc sống không chỉ là việc đánh bắt tôm cá. Tìm kiếm bản đồ mới, tìm kiếm cộng đồng biển vẫn ở trong ta hành trình không dừng lại ông hùng và bà mai những người mang biển cả cuộc sống ngoài biển ý nghĩa và tìm kiếm biển vẫn ở trong ta ký ức đọng mãi từ biển cả đến cuộc đời ngư dân gốc việt cửa hàng thực phẩm việt nam hương vị quê hương bức tranh biển của bà mai tái hiện những ngày trên sóng biển vẫn ở trong ta và hành trình tìm kiếm cuộc sống không chỉ là việc đánh bắt tôm cá biển vẫn ở trong ta ký ức đọng mãi nhớ mãi những ngày trên sóng biển cả luôn ở trong ta hãy đón xem video trên kênh youtube của chúng tôi để khám phá thêm về cuộc sống của ngư dân gốc việt ở mỹ và những câu chuyện đằng sau biển cả đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video thú vị khác